Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đông Nhi bồi hồi nhắc về kỷ niệm đẹp với cố ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh. Mới đây, một thành viên trong ekip cũ đã chia sẻ lại MV Đôi Mắt, sản phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Quang Bi Tuấn Anh. Bên cạnh đó, người này đã viết những dòng tâm sự kể về thời điểm làm việc cùng cố ca sĩ. MV này quay được 14 năm rồi nè, từ 2008, lúc Bi 21 tuổi, ghê không? Thời đó vậy là đầu tư dữ dằn lắm rồi nha, Bi mãi mãi là ca sĩ đẹp trai nhất trong lòng chị nha em ơi. Thành viên trong ekip nhớ lại kỷ niệm một thời với Quang Bi Tuấn Anh. Bài viết đã khơi lại những kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả, đặc biệt là những người đã từng có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng Quang Bi Tuấn Anh, thời đó như Trương Quỳnh Anh, nhà thiết kế Chung Thanh Long, hay không thể nhắc đến Đông Nhi, nữ ca sĩ có mối quan hệ đặc biệt, thân thiết với giọng ca dấu vết. Bà xã ông Cao Thắng thu hút sự chú ý khi để lại bình luận bên dưới bài viết này. Cô dành nhiều lời khen cho Quang Bi Tuấn Anh, nhớ lại những khoảnh khắc đẹp cùng cố ca sĩ. Anh Bi dễ thương, mỗi lần gặp nhau là tám xuyên lục địa. Em nhớ hoài đi ăn với anh Bi ở Sài Gòn 3, hai anh em ngồi kế nhau, ảnh cứ khen em hoài, mà cái mặt cười hiền ơi là hiền. Đông Nhi kể lại kỷ niệm với Quang Bi Tuấn Anh. Là một khán giả của lứa thần tượng teen pop cách đây hơn chục năm, chắc chắn khán giả đã không còn là gì với những cái tên như Đông Nhi, Quang Bi Tuấn Anh. Có khởi đầu giống nhau, cặp sau này càng thêm nhiều cơ hội, hợp tác và nhanh chóng, trở nên thân thiết. Đông Nhi, Quang Bi Tuấn Anh cùng là những cái tên đình đám ở thời điểm V-pop bùng nổ. Qua một số chương trình biểu diễn chung, Đông Nhi cùng cố ca sĩ này đã từng ngẫu hứng hát song ca với những ca khúc như Cho Em Luôn Có Một Vòng Tay. Trong đó, Chấp Cánh chính là bài hát đánh dấu màn song kiếm hợp bích chính thức của cặp sao vào năm 2010. Thời điểm làn sóng V-pop bùng nổ, khán giả dễ dàng bắt gặp Quang Bi Tuấn Anh và Đông Nhi thường xuyên sánh đôi cùng nhau trong những chương trình ca nhạc sự kiện giải trí. Cặp sao ngẫu hứng song ca ở nhiều chương trình. Họ thân thiết sau nhiều lần hợp tác. Chính vì thế sự ra đi của người anh đồng nghiệp thân thiết đã để lại nỗi xót thương lớn trong lòng Đông Nhi, nữ ca sĩ nhiều lần không kìm nổi xúc động mỗi khi nhắc kỷ niệm cũng như hát lại những ca khúc của Quang Bi Tuấn Anh. Cố ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh luôn nhận được sự yêu mến của khán giả và đồng nghiệp. Ngày 21 tháng 7 vừa qua là lần giỗ thứ 8 của Quang Bi Tuấn Anh. Anh mất vào năm 26 tuổi vì mắc bệnh nặng. Dù đã ra đi gần 10 năm, thế nhưng nam ca sĩ vẫn luôn khiến khán giả nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến. Cứ mỗi năm khi đến ngày giỗ của anh, rất nhiều khán giả đã gửi lời tưởng nhớ, tri ân đến nam ca sĩ tài hoa này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.